Bắt đầu bé đến tuổi ăn dặm thì các mẹ sẽ tìm hiểu các cái phương pháp ăn dặm cho bé và để lựa chọn cách tốt nhất cho bé, tùy vào cái thể trạng cũng như tính cách này của mỗi bé sẽ phù hợp với một phương pháp ăn dặm khác nhau. Và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu các cái phương pháp ăn dặm phổ biến hiện nay nhé, để chúng ta lựa chọn một cái một phương pháp thích hợp nhất với bé của nhà mình. Đầu tiên là phương pháp ăn dặm truyền thống là đút bằng muỗng. Thì đây là một phương pháp rất là quen thuộc các cái bà mẹ Việt Nam, và các bé thường sẽ xay bột chung với các cái loại thức ăn này, rau củ quả thịt cá xay nhuyễn. Và khi đã mọc răng thì bé sẽ chuyển sang ăn cháo kèm với thức ăn xay nhuyễn. Với giai đoạn ăn dặm kiểu truyền thống thì mẹ sẽ đút cho bé ăn bằng muỗng và bé chỉ có việc nhiệm vụ là chúng ta đút thức ăn thôi, chứ bé không phải làm một bất cứ việc gì cả. Ưu điểm một về cái phương pháp này là ngay từ những ngày đầu bé đã ăn một số lượng nhiều nên bé phải dễ tăng cân hơn. Thứ hai đó là hệ tiêu hóa của bé được bảo vệ nhờ thức ăn xay nhuyễn. Và ưu điểm thứ ba là thực đơn ăn dặm cho bé rất là đơn giản, mẹ không cần phải chế biến cầu kỳ và không mất thời gian quá nhiều, phù hợp với những mẹ nào mà thời gian không có, rất là bận rộn. Và cái phương pháp này thì hầu như chiếm đa số ở dân số của Việt Nam, tất cả mọi người sử dụng rất là nhiều và dễ được các bà mẹ ủng hộ và chấp thuận từ gia đình. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về nhược điểm của cái phương pháp này. Thứ nhất là ăn nhiều thức ăn nhuyễn nên là ảnh hưởng đến khả năng ăn thô của bé và bé khiến cho phản xạ nhai và nuốt của bé phải kém hơn những bé ăn phương pháp khác. Thứ hai là ăn một lúc nhiều nguyên liệu nên mẹ khó phát hiện được bé bị dị ứng ở những loại thức ăn nào. Đấy. Thứ ba là thực phẩm được trộn lẫn với nhau và xay nhuyễn sẽ làm cho bé gặp khó khăn trong việc phân biệt mùi vị của từng loại nguyên liệu và chỉ biết làm một mùi vị tổng hợp nên bé sẽ khó hòa nhập vào bữa cơm gia đình khi khi bé lớn lên. Ăn tổng hợp nên bố mẹ khó nhận biết được chính xác đâu là thức ăn bé yêu thích và loại nào sẽ gây dị ứng cho bé. Và chúng ta tìm hiểu phương pháp thứ hai đó là phương pháp ăn dặm tự bé chỉ huy. Đối với phương pháp này thì ở các nước phương Tây, nơi mà những người mẹ thường không xay nhuyễn thực phẩm và không dùng thìa đút cho con mà chỉ để bé tự ăn hoàn toàn. Với ăn dặm từ bé chỉ huy, mẹ sẽ dọn lên mâm tất cả những thực phẩm đã được chế biến và sao cho dễ dàng bé cầm tay này bóc hoặc đặt trước mặt bé để cho bé tự cầm nắm, tự bóc và tự sửa cho thức ăn vào miệng. Và mẹ chỉ đối với phần pháp này thì mẹ chỉ hướng dẫn là người hướng dẫn cách bé đưa thức ăn vào miệng và đảm bảo an toàn cho bé trong bữa ăn. Ưu điểm của cái phương pháp này là giúp cho bé ăn một cách tự nhiên và phát triển nhiều khả năng cho bé là như cách kiểm soát thức ăn này hay kỹ năng nhai. Bé còn học được cách kết hợp sử dụng tay mắt qua mỗi lần sử dụng ngón tay và đưa thức ăn vào miệng. Thứ hai nữa là bé được tự do khám phá cái thế giới thực phẩm đầy màu sắc này, mùi vị cũng như tìm hiểu các thành phần của từng loại riêng biệt. Và có thể bé sẽ cảm thấy thích thú và thái độ tích cực khi ăn hơn. Thứ ba nữa là bé học cách tự ăn từ sớm. Điều đó nghĩa là dễ dàng tham gia các bữa ăn gia đình sớm và dùng được nhiều thực phẩm đa dạng trên bàn ăn của gia đình mình. Nhược điểm của phương pháp này, thứ nhất là không chú trọng đến chất và lượng thức ăn được đưa vào cơ thể của bé, nên bé rất dễ bị những chứng là cân hoặc là sụt cân. Thứ hai, vì ngay ban đầu bé đã phải ăn những đồ cứng nên nguy cơ hóc đồ vật sẽ cao hơn bình thường. Bên cạnh đó thì bé sẽ có bị
các cái kích ứng dạ dày gây rối loạn tiêu hóa do tiếp xúc thức ăn thô. Thứ ba là những lần đầu thì thời gian đầu làm quen với thức ăn đó, là bé không thể tự thực hiện được kiểu ăn dặm này mà gần như là không ăn được gì. Thứ tư là mẹ còn phải tốn thời gian này công sức để dọn dẹp các cái chiến trường sau mỗi bữa ăn của bé. Cái phương pháp thứ ba, ăn dặm kiểu Nhật. Cái phương pháp ăn dặm kiểu Nhật này là một phương pháp cho bé ăn dặm ngay với cháo loãng với tỷ lệ dây là 1:10 chứ không phải bột. Các loại thức ăn khác như rau, thịt cũng được chế biến riêng với độ thô phù hợp. Khi ăn thì bé được đặt ngồi trên một chiếc ghế như người lớn, không vừa ăn vừa chơi hay xem phim. Nếu bé không muốn ăn thì tuyệt đối mẹ không được hối thúc. Đó là phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Và ưu điểm của phương pháp này, bé có khả năng ăn thức ăn thô sớm hơn. Thứ hai, bé làm quen tốt với cái mùi vị của từng thức ăn, không có tâm lý chán ăn. Thứ ba, tốt cho thận của bé. Thứ tư, tạo cho bé tâm lý thoải mái khi ăn. Thứ năm, tạo thói quen ngồi ăn, giúp bé ăn được nhiều hơn, nhanh hơn và tập trung hơn, đồng thời nâng cao kỹ năng tự lập cho bé từ nhỏ. Thứ sáu là bé học được kỹ năng nhai, nuốt, và điều này có thể giúp tiêu hóa thức ăn một cách dễ dàng hơn trong tương lai. Nhược điểm của phương pháp ăn dặm kiểu này ở kiểu Nhật là mất thời gian và công sức để dạy bé ngồi, tập cho bé ngồi cầm thìa. Thứ hai, mẹ tốn nhiều thời gian để chế biến riêng biệt từng cái loại thức ăn trong thực đơn ăn dặm kiểu Nhật. Và trên đây là những cái ưu điểm và nhược điểm của ba phương pháp ăn dặm phổ biến nhất hiện nay. Và để lựa chọn đúng phương pháp phù hợp cho bé, mẹ không nên dựa vào cảm tính mà còn phải căn cứ đến thể trạng, sức khỏe của bé cũng như thời gian của mẹ để lựa chọn cái phương pháp tốt nhất cho bé. Chúc các mẹ là lựa chọn đúng cái phương pháp của con mình để con mình có một thời kỳ ăn dặm đầy đủ chất dinh dưỡng và phù hợp nhất với bé. Nếu như các mẹ thấy video này rất là ý nghĩa, các mẹ hãy like và chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các mẹ rất là nhiều.